cho các anh chị. Cái thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 24, hôm nay thật ra là 13 tháng chạp rồi đó. Tôi trình bày một lời giải đề thi cuối kỳ, đề thi kết thúc học phần môn toán cao cấp 1. Kỳ 1 năm ngoái 2022-2023 của trường Đại học Ngân hàng. Thành phố Hồ Chí Minh. HUB. Ngày thi là ngày 9 tháng 1 năm 23. Đề này thuộc ca thi số 1. Đề thi thì họ không thấy có nói như các năm về cái vụ liên quan tới cái máy tính ha. Đã. Đề thi nói vậy thôi. Ví dụ như trước đây, tôi thấy các đề cũ thì có ghi là sinh viên được sử dụng các kết quả tính toán ma trận trên máy tính bỏ túi. Như vậy là tôi có cảm giác là mới nhất là có thể không dùng. Ha. Chỉ như họ không ghi là không dùng. Câu 1. Cho ma trận A 1, 0, 1, trừ 1. Câu A là tính A mũ 5. Tính A mũ 5. Thế thì chúng ta để ý rằng là lũy thừa ma trận á, lũy thừa ma trận vuông cho A là ma trận vuông cấp n, thì chúng ta để ý là A mũ k có nghĩa là tích k thừa số là A. Ở đây các anh chị để ý là có k thừa số. Đó là định nghĩa ha. Và ngoài ra thì nó có những cái tính chất. Tính chất. Và A mũ K nhân với A mũ R là bằng A mũ K cộng R. Thì A mũ K lũy thừa R sang bằng A mũ K nhân với R. Nó có những cái tính chất giống như lũy thừa của số thực vậy.
Mình đừng có lấy từng cái phần tử mũ năm thì nó sai ha. Tử mũ năm là sai. Đầu tiên mình tính a mũ 2 trước. A nhân a. 1 0 1 trừ 1. Nhân với 1 0 1 trừ 1. Dòng 1 nhân với cục 1. 1 cộng 0 là 1. Dòng 1 nhân cục 2. 0 cộng 0 là 0. Dòng 2 nhân với cục 1. 1 cộng với trừ 1 là 0. Dòng 2 nhân với cục 2. 0 cộng với trừ 1 nhân trừ 1 là cộng 1 là 1. Và các anh chị thấy rằng đây thật ra chính là ma trận đơn vị cấp 2. Ma trận đơn vị cấp 2. Thế thì chúng ta để ý là cái để ý cái ma trận đơn vị IN một cách tổng quát thì có cái tính chất như cái số 1 trong tập các số thực vậy ha. Có cái tính chất giống như số 1 vậy. Có nghĩa là gì? IN mặt trận đơn vị cấp N mà lũy thừa K lên thì vẫn là IN. Rồi vậy nè. Cho A là một ma trận cấp M nhân I, cấp M nhân N đi. Thì chúng ta để ý là IM nhân A là bằng A. Rồi A nhân với IN cũng bằng A. Ở đây các anh chị để ý rằng lúc thì IM, lúc IN mục đích là để cái phép toán đó tồn tại thôi. Để phép nhân nhân được. Đã. Vậy thì A mũ 4, các anh chị thấy là A mũ 2 nhân A mũ 2 có nghĩa là ma trận đơn vị cấp 2 nhân với ma trận đơn vị cấp 2, thì các anh chị thấy là ma trận đơn vị cấp 2 luôn thôi. Như vậy A mũ 5 sẽ bằng A mũ 4 nhân A. Như vậy là bằng ma trận đơn vị cấp 2 nhân với A. Thì cũng bằng A luôn thôi. À, vai trò nó như số 1 mà. Vai trò của I2 giống như số 1 mà. Cho nên nhân với A là bằng A. Và như vậy là bằng ma trận là 1. 0. 1 trừ 1. Và như tóm lại đó là đáp số của câu A. Như vậy các anh chị thấy là đi thi thì mình đâu có biết trước người ta sẽ hỏi cái gì đâu. Thì ở đây mình làm để mình tham khảo, để mình nắm thêm cái kinh nghiệm thôi, để vô phòng thi mình xử lý bài. Chứ còn chúng ta không biết trước là sẽ thi cái gì cả. Nhưng mà nó yên tâm, mình xem lại các cái đề thi cũ thì nó giúp mình yên tâm hơn. Câu B. Tính A lũy thừa 2025 trừ đi 5 nhân với chuyển vị của A rồi nhân với ma trận nghịch đảo của A. Tính khi biểu thức này giờ bước số 1, tính A lũy thừa 2025. Các anh chị thấy là bội số của năm ha.
2025. Thì các anh chị xem thế là 5 nhân bao nhiêu? 20 chia 5 là 4. Bấm máy. Vậy cho nên A lũy thừa 2025 bằng A lũy thừa 5 nhân với 405, nghĩa là bằng A mũ 5. Rồi tất cả lũy thừa 405 lợi dụng cái tính chất là A mũ 2 A bình phương là bằng ma tận đương vị cấp 2. Ta dùng cái tính chất này A mũ 2 bằng Y2. À, vấn đề chúng ta lợi dụng cái tính chất đó của cái ma tận A để chúng ta xử lý cái bài.
À, xin lỗi có điện thoại để anh chị đợi. À. Vậy cho nên A2025 bằng A lũy thừa 2024 cộng với 1. Có nghĩa là A lũy thừa 2024 nhân với A. Mà như thế có nghĩa là A 2 nhân với 1012 nhân với A. Mà như thế có nghĩa là A bình phương lũy thừa 1012 nhân với A. Mà A2 các anh chị thấy đó là bằng ma trận đơn vị cấp 2. Các anh thế vào đây. Ma trận đơn vị cấp 2 lũy thừa 1012 nhân với A. Mà các anh chị thấy rằng là ma trận đơn vị á, thì nó như số 1, cho nên lũy thừa 1012 vẫn là ma trận đơn vị cấp 2 thôi. Mà Y2 nhân với A thì vẫn là A. Cho nên là mình viết lại cái đáp số của ma trận A theo đề bài là 101-1. Viết vô 101-1. Vậy thôi. Bước 1 đã xong. Và bước thứ hai. Chuyển vị của A. 1, 0, 1, trừ 1. Lấy chuyển vị. Chuyển vị thì mình chuyển dòng thành cột thôi. Dòng thứ nhất 1, 0 chuyển dựng lên thành cột thứ nhất 1, 0. Dòng thứ hai 1, trừ 1 dựng lên thành cột thứ hai 1, trừ 1. Để ý đó là chuyển vị. Phép chuyển vị của một ma trận. Bước 3 là tìm A trừ 1. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thì tôi nghĩ rằng là riêng cái ma trận vuông cấp 2 ABCD thì các anh chị đã có cái công thức ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 2, chắc trong lớp các anh chị cũng đã học rồi. Một trên cho định thức của ma trận A có nghĩa là A nhân D trừ B nhân C nhân với các anh chị hoán vị hai phần tử trên đường chéo chính D A, rồi các anh chị đổi dấu hai phần tử trên đường chéo phụ trừ B trừ C. Là riêng mà trong phương cấp 2 thì chúng ta có công thức, còn nếu không thì chúng ta có thể tính từ từ tùy theo trong lớp các anh chị có học hay không, nhưng tôi nghĩ chắc có ha. Cho nên bây giờ ma trận A của mình ở đây là 101-1. Suy ra ma trận nghịch đảo của ma trận A, 1 chia cho A nhân D là 1 nhân trừ 1 là trừ 1, trừ đi B nhân C là trừ 0. Hoán vị hai phần tử trên đường chéo chính là trừ 1, 1. Đổi dấu hai phần tử trên đường chéo phụ là trừ 0 rồi trừ 1. Và các anh chị thấy cái hệ số bên ngoài thật ra là trừ 1, tức là đổi dấu từng phần tử thôi. Vậy là 1, 0, 1, trừ 1. Đó là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Rồi, chúng ta ráp vô là xong. Bước 3.
21/2025 trừ đi 5AT, tính cái thử số này trước đi. 21/2025 lúc nãy là 2025 là 1 0 1 trừ 1. Trừ đi 5 chuyển vị của mặt trận A. Chuyển vị mặt trận A đây. Trừ 1. Tính cái phép toán đơn giản này. 1 0 1 trừ 1. 5 nhân với mặt trận này. 5 5 0 trừ 5. Thấy hiểu các phần tử tương ứng thôi. 1 trừ 5 bằng trừ 4, 0 trừ 5 bằng trừ 5, 1 trừ 0 bằng 1, và trừ 1 trừ đi trừ 5 bằng 4. Đó. Và cuối cùng là cái thừa số đó, cái biểu thức đó nhân với mặt trận nghịch đảo của mặt trận A. À, 2025 trừ đi 5A T nhân với A 1 trừ 1. Mặt trận vừa rồi trừ 4 trừ 5 1 4 nhân với mặt trận nghịch đảo của mặt trận A đây, 1 0 1 trừ 1. Như vậy mặt trận nghịch đảo của mặt trận A, các anh chị thấy là nó bằng cái mặt trận A luôn, cũng hơi lạ. Dùng 1 nhân với cục 1, trừ 4, trừ 5 là trừ 9. Dùng 1 nhân cục 2, 0 cộng với 5 bằng 5. Dùng 2 nhân với cục 1, 1 cộng 4 bằng 5. Và dòng 2 nhân với cục 2, 0 cộng 1 trừ 4 là trừ 4. Tới đây là coi như kết thúc cái câu B của cái bài toán. Câu 1 lớn rồi có 3 câu nhỏ, và mỗi câu nhỏ, câu 1 lớn 3 câu nhỏ và là 3 điểm, chắc mỗi câu nhỏ là 1 điểm. C, tìm mặt trận x sao cho x nhân với a mũ 5 bằng a t. Bây giờ tương đương với x nhân với a mũ 5, cái chị nhân với a mũ trừ 5, phía phải là a t nhân với a mũ trừ 5. Để ý là a mũ 5 nhân với a mũ trừ 5 là mặt trận đơn vị, tức là a mũ 0 đó, mặt trận đơn vị cấp 2 bằng a t nhân với a mũ trừ 5. Và như vậy là dẫn đến x nhân với y2 thì vẫn là x thôi, bằng at nhân với a mũ trừ 5. Rồi, bây giờ vấn đề đặt ra là a mũ trừ 5 thì như thế nào, phải không? Thì lúc nãy chúng ta dựa vô cái kết quả ở trên nè.
vì a mũ trừ 1 bằng 1 không 1 trừ 1 bằng a. Nên gì? A mũ trừ 5 chính là a mũ trừ 1 lũy thừa 5, mà a mũ trừ 1 là bằng a mũ 5, mà a mũ 5 theo câu a là bằng a luôn. Vậy kết luận này, vậy mặt trận x bằng AT nhân với a mũ trừ 5 tức là nhân với a, và thế vào thôi. Mặt trận chuyển vị của a đâu? Đây, mặt trận chuyển vị của a 1 1 0 trừ 1. Nhân với mặt trận A. Đây đây, 1, 0, 1, trừ 1. Dòng 1 nhân với cột 1. 1 cộng 1 bằng 2. Dòng 1 nhân cột 2, 0 cộng với trừ 1 bằng trừ 1. Dòng 2 nhân với cột 1, 0 cộng trừ 1 bằng trừ 1. Dòng 2 nhân với cột 2, 0 cộng với 1 là 1. Và kết thúc cái câu C của IC của câu 1. Tuy là không khó nhưng mà các anh chị thấy là vẫn phải rất cẩn thận ha. Các anh chị đọc ngân hàng chắc là giỏi ha. Câu 2. Cho hệ phương trình tuyến tính sau, viết lại cái hệ x cộng y trừ z bằng 0. Hệ x cộng 3 y cộng m z bằng 0. X cộng m y cộng 3 z bằng 0. Xác định M để hệ có nghiệm không tầm thường. Thế thì ở đây chúng ta có chú ý về mặt lý thuyết. Giờ chúng ta xác hệ thuần nhất. A nhân với x lớn bằng 0. Hệ này giả sử có n phương trình và n ẩn. Thì chúng ta lưu ý cái hệ này rõ ràng các chị dễ thấy là luôn luôn có ít nhất một cái nghiệm gồm toàn số 0, người ta gọi là nghiệm tầm thường ha. Thì luôn có một nghiệm tầm thường. X lớn bằng beta 0 có nghĩa là tất cả các phần tử đều bằng 0 à.
Thế thì chúng ta có định lý luôn. Có hai cái ý. Ý thứ nhất, định thức của A. Ở đây chúng ta đang nói hệ có n phương trình ẩn mà, có nghĩa là A là mặt thằng vuông. Định thức của A khác không? Thì tương đương với, tức là suy ra và chiều ngược lại cũng đúng. Hệ có duy nhất một nghiệm tầm thường, tức là ngoài cái nghiệm gồm toàn số 0 thì không còn nghiệm nào khác cả. Hay định thức của A bằng 0 thì tương đương luôn, tức là chiều suy qua suy lại, chiều thuận chiều nghịch đều đúng cả. Hệ có nghiệm không tầm thường, tức là ngoài cái nghiệm tầm thường ra thì hệ có ít nhất một cái bộ số mà khác cái bộ gồm toàn số 0 ha. Và đó chính là cái cơ sở lý thuyết để chúng ta xử lý cái bài này. Delta, tức là định thức của mặt bằng hệ số, bằng hệ số x, y, z ra phương trình thứ nhất là 1, 1, trừ 1. Hệ số x, y, z ra phương trình thứ hai là 2, 3, m. Hệ số x, y, z ra phương trình thứ ba là 1, m. Giờ chúng ta dùng quy tắc Sarrut. Các chị dùng cách nào cũng được. Anh chị tự xem lại lý thuyết ha. 1 nhân 3 nhân 3 là 9. Cộng 1 nhân m nhân 1 là cộng m. Cộng 2 nhân m nhân trừ 1 là trừ 2m. Trừ tích 3 phần tử trên đường chéo phụ, trừ đi trừ 3 là cộng 3. Trừ đi m nhân 1 là trừ m bình. Trừ đi 1 nhân 2 nhân 3 là trừ 6. Và như vậy đáp số sẽ là gì? Đáp số của delta này sẽ là gì? Trừ m bình. M trừ 2m là trừ m. 9 cộng 3 là 12, trừ 6 là cộng 6. Như vậy mình nói hệ có nghiệm không tầm thường. Khi và chỉ khi delta bằng định thức của A bằng 0. Xác định m để hệ có nghiệm không tầm thường. Điều này tương đương với trừ m bình, trừ m cộng 6 bằng 0. M bình cộng m trừ 6 bằng 0. Hai với trừ 3 ha. Và đề bài họ chỉ hỏi thứ đó thì mình trình bày thứ đó thôi. Và tôi nghĩ không biết có thêm cái ý gì không, mà câu này 2 điểm mà như thế thì nó có vẻ nhẹ nhàng ha. Xác định m để hệ có nghiệm không tầm thường. Còn nếu mà giải hệ lúc đó thì mình mới giải, còn không giải họ không yêu cầu thôi. Đã, bây giờ nên làm thêm chứ không cần. Ý của tôi là định với m từng m mình thế vô mình giải mà, chắc không cần ha. Nếu mà với cái đề bài này thì nếu mà tôi đi thi tôi làm vậy thôi. Bao giờ họ bị giải tìm nghiệm lúc đó thì mình hãy tìm.
Câu 3. Trong không gian R3, không gian vector R3, xét hệ vector. Đặt tên luôn đi các anh chị là B đi. U1. 1, 2, 3. U2. 3, 6, 8. U3. 0-2 có tham số các anh chị. M0 -2 1 2 3 3 6 8 M0-2. Câu A. M bằng 2. Chứng minh rằng hệ vector đó là cơ sở của R3. Và bằng 2 thì hệ vector B U1 là 1, 2, 3. U2 là 3, 6, 8. Quan trọng là viết U3. Chứ còn U1 và 2 thì viết lại 20-2. Đây, thì vấn đề đặt ra là mình cần chứng minh cái hệ vector này là độc lập tuyến tính thôi. Và mình lập cái định thức tạo bởi ba cái ma trận, ba vector. Vector thứ nhất là U1 là 1, 2, 3. Vector thứ hai 3, 6, 8. Vector thứ ba 20-2. Thật ra mình để dòng, để cột gì cũng được. Dùng quy tắc Sarut bình thường đi. 1 x 6 x 2 là -12, cộng 2 x 8 x 2 là cộng 32, cộng 3 x 0 x 3 là cộng 0, trừ đi tích 3 phần tử trên đường chớp phụ là trừ đi 36, trừ đi 0 x 8 x 1 là -0, rồi trừ đi 2 x 3 x 2 là cộng 12. Như vậy thì các anh chị được cái gì? 12 trừ 12 hết nè. 32 trừ 36 là trừ 4. Khác không? Định thức này khác không? Thì chúng ta kết luận vậy. Hệ vector B gồm 3 vector U1, U2, U3. Hai chấm là độc lập tuyến tính. B chứa trong không gian R3 và có 3 vector. Nên như thế đủ để kết luận là B là một cơ sở của không gian R3. Đó là một cách trình bày anh chị ha. Câu A là xong. Câu B. Và M cũng bằng 2 luôn ha. Câu B. M vẫn bằng 2. Thì là viết lại hệ vector lúc nãy. U1 bằng 1, 2, 3. U2 bằng 3, 6, 8. Rồi U3 bằng, thay M bằng 2 vâng, 20-2.
tìm tọa độ của vector u là 1 trừ 2 trừ 4. Tìm tọa độ của vector u đối với cái cơ sở này. Đối cơ sở B. Giả sử vector u bằng alpha 1 u 1 cộng alpha 2 u 2 cộng alpha 3 u 3. U là 1 trừ 2 trừ 4 bằng alpha 1 nhân u 1 là 1 2 3. Còn alpha 2 nhân với u 2 là 3 6 8. Alpha 3 nhân với u 3 là 2 0 trừ 2. Có nhiều cách trình bày các chị ha, đây là một cách trình bày thôi. Thành phần thứ nhất của vector bên phải là alpha 1 cộng 3 alpha 2 cộng 2 alpha 3 bằng thành phần thứ nhất của vector bên trái là 1. Thành phần thứ nhì của hai vế bằng nhau, 2 alpha 1 cộng 6 alpha 2 cộng alpha 3 nhân 0 là 0, thôi viết bằng thành phần thứ hai bên trái là trừ 2. Thành phần thứ ba hai vế bằng nhau, 3 alpha 1 cộng 8 alpha 2 trừ 2 alpha 3 bằng trừ 4. Giờ giải hệ phương trình này có nhiều cách trình bày. Giờ tôi ví dụ này là sao đây, tôi giải bằng phương pháp biến đổi ma trận đi. Rồi bé ta để ý, thật ra là cái cột thứ nhất 1 2 3 chính là cái vector u1 dựng lên. Cột thứ hai là 3 6 8 chính là vector u2 dựng lên thành cột thứ nhì. Cột thứ ba chính là vector u3 2 0 2 dựng lên thành cột thứ ba, và hệ số tự do chính là cột vector u dựng lên. Giờ mình đưa ma trận này về bậc thang đi. Dĩ nhiên ở đây là tôi đem một cách trình bày thôi các anh chị ha. Còn ví dụ các anh chị học trong lớp, thầy cô cho phép dùng máy tính để tìm nghiệm của hệ chẳng hạn, thì các anh chị cứ áp dụng. Đây chỉ là một cách trình bày của tôi thôi. Giờ đưa ma trận này về ma trận bậc thang, giữ phần tử đầu khác không, biến đổi hai vị trí này trở thành các số 0. Mình lấy dòng thứ nhất là móc số 2 trừ 2 số 1, tức là dòng 2 trừ 2 dòng 1. Số 3 trừ 3 số 1, tức là dòng 3 trừ 3 dòng 1. Dòng 2 thay bởi dòng 2 trừ 2 dòng 1. Dòng 3 thay bởi dòng 3 trừ 3 dòng 1. Một 3 2 1. Dòng 2 trừ 2 dòng 1 0 0 0 trừ 4 là trừ 4, trừ 2 trừ 2 là trừ 4. Dòng 3 trừ 3 dòng 1 0, 8 trừ 9 là trừ 1, trừ 2 trừ 6 là trừ 8, trừ 4 trừ đi 3 là trừ 7. Và cột thứ hai thì phần tử nằm dòng 2 cột 2 bằng 0, trong khi phía sau nó khác không, mình hoán vị hai dòng đó. Đổi chỗ dòng 2 hoán vị với dòng 3. Dòng 1 giữ nguyên. 1 3 2 1. Dòng 3 đưa lên dòng 2 0 trừ 1 trừ 8 trừ 7.
dòng 2 đưa xuống dòng 3, 00 trừ 4 trừ 4. Và tới đây thì các anh chị thấy là đã thu được mặt trong bậc thang này. Chỉ sau hai phép biến đổi thôi. Và do vậy cho nên hệ sao tương đương với, lúc này chúng ta có ký hiệu hệ sao chưa? Rồi nè, ký hiệu hệ sao. Hệ phương trình sao tương đương với, chúng ta khôi phục lại hệ và giải thôi. Dòng thứ nhất 1, 3, 2, 1 có nghĩa là alpha 1 cộng 3 alpha 2 cộng 2 alpha 3 bằng 1. Dòng thứ nhì trừ 1 trừ 8 trừ 7 có nghĩa là trừ alpha 2 trừ 8 alpha 3 bằng trừ 7. Dòng thứ ba là trừ 4 alpha 3 bằng trừ 4. Alpha 3 bằng 1 alpha 2. Ở đây nếu đổi dấu là được alpha 2 cộng 8 alpha 3 bằng 7. Như vậy là alpha 2 bằng 7 trừ 8 alpha 3, 7 trừ 8 là trừ 1. Và như vậy alpha 1 nhẩm luôn thôi. Trừ 3 cộng 2 là trừ 1. Trừ 1 chuyển qua là cộng 1 là 2. Và chúng ta kết luận ha. Vậy. Tọa độ của vector U đối với cơ sở B, đây là một cách ký hiệu, chính là mặt trăng cột gồm 3 hệ số alpha 1, alpha 2, alpha 3 trong cái phép biểu diễn vector U dưới dạng tổ hợp tuyến tính của 3 vector trong cơ sở này. Là 2 trừ 1, 1. Đó là đáp số. Qua cái bài này thì qua cái câu B này thì chúng ta cân nhắc lại trong các đề trước, dạy các cái đề trước đã nhắc anh chị rồi, nhắc lại chút chú ý. Để tìm tọa độ của vector U đối với cơ sở B với B gồm các vector U1 cho đến UN thì bước thứ nhất mình giả sử U bằng alpha 1 U1 cộng cho đến alpha N UN. Và mình sẽ dẫn đến một cái hệ phương trình tuyến tính. Bước 2 là mình giải hệ để mình suy ra alpha 1 cho đến alpha N bằng bao nhiêu ha. Rồi bước 3 kết luận thôi. Kết luận là tọa độ vector U đối với cơ sở B chính là mặt trăng cột gồm các hệ số alpha 1 cho đến alpha N. Vậy thôi, tương đối rõ ràng. Đây là dạng bài nó thẳng là nó dễ. Anh chị mai mốt thi xong gửi cho tôi xin cái đề ha. Tôi sắp xếp trình bày cho nó vui. Câu C. Biện luận theo M sự độc lập tuyến tính của hệ vectơ này. Thế thì cái cơ sở lý thuyết của cái câu C này, bây giờ mình xét hệ vector B gồm N vector U1 cho đến UN trong không gian RN luôn. Thì để ý là hệ vector B mà độc lập tuyến tính thì khi và chỉ khi hạn của hệ vectơ B bằng N và tương đương với định thức của mặt trận A là mặt trận mà
tạo bởi các vector U1 trên UN đó. Hay không? Tương đối rõ. Nó phụ thuộc thì định thức bằng 0. Cho nên để biện luận sự độc lập tuyến tính của ba vector U1 và U2 qua thì bây giờ mình tính cái định thức của ma trận tạo bởi ba vector U1 là 1, 2, 3. Các chỉ để cột cũng được, dòng cũng được, 3, 6, 8. Dĩ nhiên nếu mà lớp để cột thì các chỉ để cột 3 là U3 là M0-2. Tại vì định thức nó có tính chất là định thức của ma trận A nó bằng định thức của mặt trận chuyển vị, cho nên là để sao cũng được. Dùng Pythagoras mình tính đi, 1 × 6 × -2 là -12, +2 × 8 × m là +16m, +3 × 0 × 3 là +0, -m × 6 × 3 là -18m, -0 × 8 × 1 là -0, -3 × 2 × -2 là +12. 12 - 12 là hết, 16m - 18m là -2m. Rồi tiếp theo mình nói B gồm 3 vector U1, U2, U3 và độc lập tuyến tính. Khi và chỉ khi định thức của ma trận A khác không, ứng với -2m khác không, ứng với m khác không, và chúng ta kết luận ha. Kết luận m khác không thì B độc lập tuyến tính. Còn M bằng 0 thì B phụ thuộc tuyến tính. Đây cũng là một cái câu dễ. Kết thúc bài. Kết thúc câu C luôn, phải không? Tiếng họ cũng căng nhé. Xét thị trường gồm 3 loại hàng hóa, giá và lượng loại hàng hóa Y là PI, QI. Cho biết hàm cung và hàm cầu của các loại hàng hóa là. Xác định B1, B2, B3 khi thị trường cân bằng. Khi thị trường cân bằng. Ta có QS1 bằng QG1 in QGS2 bằng QG2, QS3 bằng QG3. Tương đương với P1 trừ P2 cộng 2P3 trừ 8, 127 trừ 9 P1 cộng P2 cộng P3. QS2 bằng QG2 là 12 P2 trừ P3
trừ 10 bằng 190 cộng P1 trừ 10 P2 QS3 bằng QG3 có nghĩa là trừ P1 cộng 9 P3 trừ 5 bằng 45 cộng 2 P2 trừ 8 P3. Tương đương vậy. Chuyển qua vế trái hết đi. Hệ số tự do thì qua vế phải. Trừ 9P1 qua 9 cộng P1 là 10P1. P2 chuyển qua là trừ P2 là trừ 2P2. Rồi P3 chuyển qua là cộng P3. 128, 127 cộng 8 là 135. P1 chuyển qua trừ P1. 10P2 chuyển qua 12 là cộng 22. P2. Còn trừ P3. Trừ 10 chuyển qua là 10, 109 là 200. P1 chuyển qua là vẫn chỉ có trừ P1 thôi. 2P2 chuyển qua là trừ 2P2. Trừ 8P3 chuyển qua 89 là 17P3. Trừ 5 chuyển qua là 5 với 45 là 50. Cái này là sao đi? Dạ. Tới đây thì có hai cách, là một là biến đổi ma trận, hai là dùng định thức. Và dùng định thức thử đi. Delta bằng định thức của ma trận hệ số 10. Hệ số P1 là 10, hệ số P2 là trừ 2, hệ số P3 là 1, hệ số P1 là trừ 1, hệ số P2 là 22, hệ số P3 là trừ 1. Dòng thứ 3, hệ số là trừ 1, trừ 27. Dạ, dùng máy tính thử đi. Bây giờ tính tay cũng mệt. Dĩ nhiên là các anh chị không cho tính tay thì các anh chị không cho tính máy thì các anh chị phải tính tay nha. Tôi cũng mò mẫm tính tay. Tính máy. Rồi trừ 1, 22, trừ 1, trừ 1, trừ 2, 17,
định thức. Rồi cái mặt trận E đây. Ba mặt trận E là ba. Phải không trời? 3708. Anh chị sai thì có sai các anh chị coi lại giùm ha. Thì thực hiện lại lần nữa. Delta 1 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ nhất bởi cột hệ số tự do. Số tự do to đùng luôn á. 135. 200. 50. Cột thứ hai viết lại -2, 22 -2. Cột thứ ba của delta viết lại luôn 1 -1, 17. Tên như cái hai là sửa mặt trận sao ta, sửa mặt trận một à. Cột thứ nhất mình sửa cột thứ nhất 135. Thứ ba là 1 đúng không? -1 17 đúng không? Định thức mặt trận A và thôi. Năm mươi lăm sáu hai không. Delta 2 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ hai với cột hệ số tự do. Cột thứ nhất viết lại nè, 10 -1 -1. Cột thứ hai là cột hệ số tự do là 135, 200, 50. Cột thứ ba của delta viết lại 1, -1, 17. Sửa mặt trận. Thôi sửa khỏi. Tạo mặt trận 2, số 2 là mặt trận B đi. Cho là 33. 10. 135. Rồi 1 -1 200. Rồi -1 -1 50 17. Rồi giờ định thức. Định thức
gọi mặt trận ra. Mặt trận B là 4 số 4. Nó một đơn lại. Và cái đánh tác cuối cùng là bạn. Nghiệm này nếu mà giải bằng biến đổi ma trận chắc nó cũng lẻ. Đoán vậy thôi chứ cụ thể như thế nào. Sao giống như cái này chia này ra 10 lần ta. Đẹp ha. Delta 3. Delta 3 nhận được từ delta bằng cách thay cột thứ 3 bởi cột hệ số tự do. Cột thứ nhất với cột thứ hai của delta viết lại nè, 10 trừ 1 trừ 1. Cột thứ hai là trừ 2. 22 trừ 2. Cột thứ ba chính là cột hệ số tự do là 135. 250. Mặt trận C đi. 33. 10. Trừ 2. 135. Trừ 1. 22. 200. Trừ 1. Trừ 2. 50. Định thức rồi cái ma trận đó ra C là số 5 trong đơn lại 18.540. Vì delta khác không nên hệ có duy nhất một nghiệm. Vì delta khác không nên hệ phương trình sau lúc này chúng ta đã ký hiệu là có một nghiệm duy nhất. P1 bằng delta 1 chia delta 55 620 chia 3708 3708. Chia cho 3708 15. Nghiệm đẹp. P2. P2 có vẻ rõ nhất. Delta 2 chia delta 2 là 37.080 chia 3708 dễ thấy bằng 10. P3 delta 3 chia delta 3 là 18.540 chia cho 3708 18.540
chia cho 3.708. Đẹp. Đề bài hỏi gì? Hãy xác định B1, B2, B3 khi thị trường cân bằng. Trả lời luôn thôi chứ có gì đâu. Vậy thị trường cân bằng, thì B1, B2, B3 15, 10, 5. Và tới đây cũng kết thúc luôn một lời giải cho đề thi cuối kỳ môn toán cao cấp 1 ở đại học ngân hàng. Còn ví dụ ở trường đại học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh thì gọi tên là môn đại số tuyến tính ha. Chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành, có sai sót thì các anh chị gửi comment giúp.